Nó bỏ khi lime lên mình pineapple đấy không ạ? Pineapple hả? Một cái ly hả chị Tô? Cái đây là 12 đồng, cái ly là 8 đồng, mấy cái đó đi. Một cái đó mình đem về rồi đó. Chị chạy luôn đó. What pineapple? Hello. Hello, good morning. Let's get one of these right here with the pineapple piece. Cash or card? Cash. Okay, $12. Do you sell an individual like this right here? It's from $5 to $8 depending on the size. $5 to $8. Oh, sorry. Can you have less ice? Pour out a little bit more. Pour out less ice. Okay, sorry about that. Thank you. How much was the piece here? $5. And later, huh? Thank you. Oh, yeah. No, I don't. Yeah. Thank you. Hello. Em kiếp cái đó ăn đi. Anh mua đi. No no, em phải mua đồ ăn nữa, anh mua đi ăn luôn. Ok, đi theo chỗ kia. Thì mua đem đi làm gì ăn. Anh đâu ngồi đây được đâu. Ngồi đó kia có bàn nữa. Ờ, không có. Thế là anh mua luôn đi. Mà anh muốn mua cái gì nữa? Anh mua trước đi, em ăn gì cũng. Sao anh cần được em? Bỏ này vô. Anh mua đi, anh đi bỏ. Cái này 5 đồng hôm qua mình mua một cây vậy có 5 đồng, cái này giờ nó bán cho mình vừa rồi. À, cái hộp. Người ta làm cho mình mới. Người ta làm nhất cho mình. Cái ly là 5 đồng. Hãy
cho cái đá ở đá. Nó bảo đá nó sẽ tiếp nước. Nổ, người ta làm đều cái ly này mà. Nó bảo đá vô thì nước đổ vô sẽ ít hơn cả đá nó liền rồi. Ngày đang có ảnh hưởng nhiều đá, hiểu không? Mình mở rồi. Ủa, em muốn gì? Em muốn những ngày rồi thì em đi qua đó anh không em muốn nghe nó phải I don't know what's going on.